7 năm về trước mình chọn theo đuổi ngành bếp nóng. Trong cái quá trình đó thì mình có vô tình đi ngang qua các xưởng bánh ở trường, mình bắt gặp được cái đam mê nghề bánh trong mình, nó thôi thúc mình muốn làm một cái gì đó. Sự bắt mắt nè, cái kỹ thuật của người làm bánh, sự hấp dẫn của những món bánh, nó khiến cho mình muốn chinh phục. Kẹo mềm là một cái chất liệu nó có thể thiên biến vạn hóa, tạo được đủ mọi hình dạng khác nhau. Mình có thể kể nên câu chuyện của riêng mình thông qua chất liệu này. Mình quyết định mang cái hình ảnh Việt Nam qua các tác phẩm dự thi, tham gia cái cuộc thi quốc tế. Làm nên một tác phẩm dự thi quốc tế thì nó mất khá nhiều thời gian. Từ khâu lên ý tưởng là mình phải lôi được cái ý tưởng trong đầu mình ra bản phác thảo. Thì từ cái bản phác thảo đó mình mới cân chỉnh làm sao để có thể vận chuyển đi vừa an toàn mà lại vừa có thể khả thi khi thực hiện. Sau đó là mình tiến hành bọc bánh, phủ bánh, tạo hình các chi tiết chính. Sau đó là mình điểm thêm các chi tiết nhỏ cho tác phẩm bánh được hoàn thiện. Những cái họa tiết chim cò, con hạc, hoa sen, trống đồng thì nó có thể sử dụng vào bánh nhưng mà chưa ai khai thác cái điểm này. Thì mình muốn mang cái chất liệu Việt Nam đó vào các sản phẩm bánh của mình. Cuộc thi đầu tiên là cuộc thi Vietnam Bakery Island với cái tác phẩm bánh ba miền. Nó sẽ là tô phở, bánh xèo, bún chả. Mình muốn lan tỏa cái nền văn hóa ẩm thực Việt Nam thông qua cái tác phẩm này. Mình đã mang về giải thưởng tác phẩm nghệ thuật xuất sắc nhất. Sau đó là cuộc thi ở Trung Quốc. Mình có mang tác phẩm cá chép hóa rồng và cũng là các loại nông sản Việt. Mình mang về huy chương vàng. Tiếp theo mình có tham gia cuộc thi ở Malaysia. Mình mang đến với tác phẩm bánh cưới là Hòa Hợp và Hồi Ức. Có một điều mà mình luôn trăn trở đó là về nhà ăn cơm. Qua cái tác phẩm người mẹ thì mình muốn nhắn gửi với mọi người một thông điệp, đó là hãy về nhà ăn cơm khi còn có thể. Cuộc thi mà mình tham gia gần đây nhất đó là cuộc thi ở Trung Quốc với sự phối hợp giữa 20 loại nông sản Việt trên bàn tiệc. Ý tưởng ban đầu thì nó là cái câu chuyện của mình, nhưng mà khi mà lên bản phác thảo thì mình phải đưa qua đến người chị của mình để kiểm duyệt nó. Sau đó là mình bắt đầu làm hoàn thiện từng phần một của tác phẩm thì mình đều chụp lại và gửi cho chị coi. Hai cô trò hầu như là gây nhau. Bởi vì cái tôi nhìn thấy là chưa được, là chưa tốt, nhưng mà các bạn cảm nhận đó là bạn thấy là rất là đẹp rồi. Tôi luôn hỏi bạn, bây giờ khi đi thi em muốn là có giải cao hay không có giải cao, muốn là có huy chương vàng hay không có huy chương vàng, thì bạn bảo là em muốn có huy chương vàng, em muốn giơ cao cờ của Việt Nam, em muốn tự hào tôi là người Việt Nam đứng trên bục để nhận giải. Vậy thì em phải sửa bài lại và em sẽ cố gắng tốt hơn nữa, cứ làm đi làm lại. Nhưng mà đặc biệt là bạn vẫn kiên trì, vẫn cố gắng, và cuối cùng mà thành công đã đến với bạn. Mình tham gia các cuộc thi ở quốc tế là một phần là khẳng định bản thân, và thứ hai đó là lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Tại vì mình thấy Việt Nam mình nó có rất nhiều cái đẹp mà mọi người chưa được biết đến. Nó chỉ là những thứ đơn giản hàng ngày thôi, nhưng mà nó thật sự rất là đẹp. Cho nên là mình muốn mang những thứ gần gũi nhất đối với bản thân mình mà khiến cho các giám khảo quốc tế phải ồ wow lên. Khi mà người ta nhìn thấy tác phẩm này, người ta đã nói ồ, Việt Nam đây rồi. Khi mà mình nghe được tên mình hô vang cùng với hai tiếng Việt Nam thì mình cảm giác rất là hạnh phúc. Cái vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam, thấy được Việt Nam của mình nó đẹp như thế nào, nó vừa là niềm hạnh phúc vừa tự hào vì bản thân mình đã truyền tải được hình ảnh đó một cách tốt nhất và được giám khảo công nhận. Mình là Nguyễn Hữu Thiên Ân. Mình mong muốn mang vẻ đẹp truyền thống con người Việt Nam thông qua các tác phẩm bánh fondant nghệ thuật đến với bạn bè quốc tế.